TVK là ủng hộ Hằng Du Mục các bạn. Thực ra đối với TVK nha, là người hay nói về phụ nữ nhất. Bởi vì clip của TVK là phần lớn tập trung cho tất cả những người phụ nữ. TVK là thật sự rất là hoan hỷ, may mắn và thậm chí cầu nguyện cho bất kỳ một người phụ nữ nào có công việc tốt và sự nghiệp tốt. Bởi vì các bạn biết sao, khi một người phụ nữ có công việc tốt, có sự nghiệp tốt đó, từ khác luôn, họ sẽ biết được cái giá trị của họ. Mà khi họ biết được giá trị của họ, từ khác luôn con cái họ cũng được nhờ. Các bạn nhớ nha, phụ nữ là phong thủy lớn nhất của gia đình, là người quyết định vận mệnh của chồng con, là người giúp cho con cái sau này thành công hay là không thành công là do phụ nữ quyết định đó mọi người. Nên một người phụ nữ mà có tu nè, có công việc nè, có sự nghiệp nè, từ khắc cái người phụ nữ đó lan tỏa được cái năng lượng bình an và cái sự may mắn tới cho con cái của mình. Nên ngày xưa cha ông mới hay nói là gì, phúc tài mẫu đó mọi người. Trường hợp của Hằng Du Mục á, thật ra là TVK không biết sự việc đâu, không biết gì bên trong luôn, mà thậm chí mình cũng không có nhu cầu biết luôn. TVK nhìn ở bên ngoài này, khuôn mặt của Hằng rất là dễ thương, Hằng lại có hai đứa con quá lời luôn, đúng không, có một sự nghiệp vững vàng luôn. Một người phụ nữ như vậy đó thì đối với TVK là của hiếm đó mọi người. Thứ nhất là tự lộc về tài chính, thứ hai lời hai đứa con rồi, ông chồng phụ được thì phụ, không phụ được thì thôi rời đi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong gia đình á, vợ với chồng là gì, vợ với chồng là đồng công, đồng vợ đồng chồng, tác biến đông cũng cạn. Mà vợ của mình có một sự nghiệp rất là tốt, mọi thứ rất là yên ổn luôn, thì cớ làm sao mà chúng ta không dành thời gian chăm sóc vợ, yêu thương vợ, là hậu phương vững chắc cho vợ. Ngược lại cũng vậy thôi, một ông chồng mà muốn có sự nghiệp vững chắc ra ngoài chinh chiến thì phía sau cũng phải cần có một người đàn ông. Mà bất kỳ một trong cả hai chỉ cần tôn trọng nhau, yêu quý nhau, thì cái sự nghiệp không chỉ làm cho phát triển mà gia đình ấm êm nữa các bạn. Nên bất kỳ một người nào mà nghĩ cho nhau và sống vì nhau thì cho dù một người thành công hay hai người thành công thì gia đình nó cũng ấm êm cả. Và với TVK nha, thuận vợ thuận chồng là tác biến đông cũng kẹn. Các bạn cứ nhìn lại đi, trong mọi mối quan hệ hai người thương nhau, trân quý nhau, tự nhiên làm cái gì cũng hanh thông cả. Còn nếu hai người không trân quý nhau, không thương yêu nhau mà dính với nhau là kéo nhau đi xuống đó mọi người. Vợ chồng cũng vậy. A Di Đà Phật.